Cô chú ơi, chay sáng nay là chay ăn à. Đi nè, ăn đi. Đó. Tới giờ đó, tới giờ. Nó alo ngoại kìa. Alo ngoại đi. Alo ngoại đi, để mẹ tắt ghi ghi. Cô chú ơi, em ăn cơm với tôm tôm rang nè. Cô chú thấy em ăn cơm đậm chất về miền Nam Việt Nam không? Miền Nam mà thường thường thích ăn cái tôm rang này lắm nè cô chú. Này là ăn sáng đó nha cô chú, ăn sáng mà cô chú thấy em không? Ở Mỹ mà chứ ăn sáng kiểu đó mới đặc chứ. Hả chay hả? Chứ đâu có chay đâu có ăn mà ăn cereal như mấy bạn Mỹ đâu chay hả? Kệ nó đi, giờ ăn được gì ăn, lớn lên con thích ăn cái gì con ăn nha. Giờ mẹ cho con ăn cái gì con ăn cái đó nha. Ồ giỏi quá. Thôi để cái máy gần quá đây này, để xa xa chút đi à, có được không? Đó, con nói nè. Tiến sĩ đó, tiến sĩ máy tính đó cô chú đó. Vừa vừa lướt mà vừa coi là trên tay đang làm gì đó đó. Dữ chưa? Đây nè cô chú ơi, chay mới vừa ngủ dậy. Bây giờ sẽ cho chay ăn mâm 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 nha. Rồi, chay, chị Bầu Vi kìa chay. Chị nói chuyện với chị Bầu Vi đi. Chay cho dì Linh ăn miếng đi. Cho dì Linh ăn miếng đi con. Ăn không? Chị Linh ăn miếng. Chị đang nói chuyện với dì Linh ở bên cuộc sống Đức đó cô chú. Mà dì Linh giờ dì Linh hết làm rồi, dì Linh nghỉ làm cuộc sống Đức rồi. Đó. Chị cho dì Linh ăn đó. Giỏi quá. Dì Linh bận quá, công việc đồ này kia nọ, dì Linh có một mình hai mẹ con à, nên không có thể tiếp tục là cái kênh nữa. Hôm qua Linh tự nhiên hôm qua có cái chị kia chị nhắn em, chị nói ủa sao mà chị Linh cuộc sống Đức sẽ thấy không đăng video nữa. Yummy. Có em nói chị bận quá chị không có làm được nè, con gái rồi. Thì đó, cái kênh này còn đó đó, chừng nào rảnh rảnh thì là quay lại cho bà con mọi người coi. Ăn đi con. Chấm không? Chấm với sốt không? Mày lấy ranch cho con chấm nha. Hay là chấm với sốt của ba. Mày lấy cho con. À. Mẹ mua cái trà xanh của gì nè? Japanese green tea nè, trà xanh của Nhật đó, uống thử không? Đó của Nhật mà, của Hàn Quốc mà. Hả? Của Nhật. Từ từ. Để mày lấy nước sốt. Để mày lấy nước sốt chấm nha. Mày lấy nước sốt cho chay chấm thử. Đó, cái này là nước sốt của ba nè. Cho chay ăn thử những cái loại nước sốt nha. Ba thích ăn gà mà ba thích ăn nước sốt này. Còn của mẹ thì mẹ thích cái loại kia thì nó hơi cay. Linh chờ chờ em chút đi, Quynh gọi em cái. Hi baby. Good. No, JD and I are eating some chicken. Home. Yeah. Jay. Chấm đi con. Yeah. Yeah. Yeah, now when we do something we have to tell her to do it. Ooh, cái đó là gì? Cái đó là ranch. Not yet, we just woke up from a nap. Yeah. Yeah. Lots of good stuff.
What? How much ever we want, or there's a limit. Why don't we buy like four? Oh, tell him next time let you know. Tell him next time, well, let you know so we can buy some more for my dad and my mom. Next year. Ngon không chị? Ngon không? Ngon ha. Good job, JD. JD is eating popcorn. Oh, you giving some money? Can you dip in the sauce before you give it to mommy, please? Yeah, chấm vô cho mẹ. Đúng rồi. Good job. Yay. Ngon quá. Because she confused. Well, but before you give her something, tell her to say a word, and then she will. Okay, baby. Đó, ba chay gọi cô chú. Ba chay gọi hỏi hai mẹ con ở nhà sao rồi. Thì mày mở cái lon này nè, ông thử nha. À, có cô chú nào biết cái trà này uống ngon hay không chưa? Chưa, từ từ để mẹ thử trước đã rồi tới con. Trời ơi, cái này như nước trà chứ có gì đâu trời. Mày có ngon, cái này không có ngon. Đó, thấy ngon không? Nó ngát như nước trà vậy thôi chứ gì đâu. Mà ăn nữa không? Nữa không? Nè, để mày đổ cho nữa. Cái này chicken popcorn này là cô chú biết là gì không? Là gà người ta cắt cái cục nhỏ nhỏ xong cái người ta bán vậy thôi chứ không có gì hết. Nè, bây giờ con đút cho mẹ ăn với. Đút cho mẹ ăn với. Chấm nước cho mẹ, chấm nước sốt cho mẹ, nước sốt màu đen đúng rồi. Rồi đưa cho mẹ. Cái nước đó con chấm ít thôi chứ nước này nó chua lắm. Cho mẹ miếng đi. Hả? Con ăn miếng đó hả? Con ăn miếng bự hả? Ngon nó. Chơi lên miếng đi. Chơi lên miếng. Đó, chơi lên miếng kìa. Giỏi quá. Chị bữa nay là gây hết bệnh rồi, chị ăn lại được rồi. Ồ, hai cái răng nó mọc hả? Hai cái răng này nè. Cái răng dưới cái răng trên nè, hai cái răng mà răng nhai á, mang răng mọc mang bự chán vậy nè. Em nhìn mà em còn mắc cười mà. Trời ơi, mọc hai cái răng bự cho bá lửa luôn. Tội nghiệp ghê luôn. Ngon quá. Ồ, ngon quá. Ngon hết rồi. Thôi. Con ăn đi. Cho cô chú em chấm miếng à, chấm cho cô chú miếng. Chấm cho cô chú miếng đi. Rồi, cho cô chú miếng á. Nhìn cho cô chú nè, cho cô chú nè. Đó, cho cô chú chấm miếng đi. Rồi. Bỏ cho mẹ đi con. Hồi nãy đầu tóc bù xù quá, còn phải cột lên. Đây là cô chú, cái trà này giống như trà matcha vậy đó. Ủa, cái này không, cái này là ôi ocha. Trà xanh ôi ocha, nhưng mà nó không có đường gì trong này đó. Nó chỉ có trà xanh thôi, nhưng mà nó cũng không có đậm đà, nó không có đậm đà. Cũng dễ uống lắm, lạc vậy. Dễ uống, mốt luôn. Trời ơi.
múc muôn này cho mẹ nha, cho ba uống thử coi. Lý ạ. Đó cô chú ơi, bữa nay cô gái này đúng là bữa nay lái siêu xe, đúng là sang chảnh luôn nè, mặt đầm nè. Nó đang đạp ga đó. Rồi cho cô chú coi nè. Quay. Đó. Đạp ga dưới đó hả chay? Gà đâu? Gà. Gà sa. Ừ, nói cho cô chú nghe coi. Đó, thấy ống kính là nó diễn đó. Đúng rồi. Đi ra hả? Đi ra hả? Đây nè, mẹ mở cửa cho ra, đây mở cửa cho ra. Đó, mở cửa cho công chúa bước ra. Bước ra đi, công chúa bước ra từ siêu xe. Đúng rồi. Thầy ngồi lên cánh cửa luôn hả? Trời. Bước ra. Xếp bèo đúng rồi. Safety first, ba nói thì sao? Ba nói là safety first phải không? Rồi gắn xếp bèo vô. Đó, cô chú ơi. Hôm nay em lại được ra ngoài chơi rồi. Đi con, đi bước xuống đi con. Sợ hả? Đây, mẹ nắm tay xuống, đi, nắm tay mẹ xuống, đi. Thôi, không cần đẩy xe đi giùm, đi. Đó, đúng xuống, đúng rồi, đi con. Ê, đừng có chạy, không có chạy, chạy là té. Đi đâu? Lại bật thêm ngồi hả? Cứ lên rồi nó. Ôi trời. Dữ ta. Ôi trời. Cái đó là vô nhà lại đó. Rồi để vô để phá mấy cái cây kia phải không? Phải không? Xuống bên xe gì? Đi xuống bên xe. Giờ xuống làm sao? Giờ con muốn xuống con làm sao? Ngồi xuống đàng hoàng. Đây mẹ nắm tay nè. Ngồi xuống đàng hoàng. Đúng rồi. Đi từ từ thôi con. Đi từ từ để té nha. Đi từ từ, mẹ nói đi từ từ. Đã quá cô chú ơi. Được ra ngoài tung tăng rồi cô chú ơi. Wow, hôm nay bờ hồ đã được tan gần nửa hồ rồi cô chú ơi. Hôm nay trời lại ấm hơn ngày hôm qua nữa. Cô chú hôm qua làm những tấm hình của chay đẹp quá trời đẹp. Làm y như là chay là ca sĩ luôn rồi đó. Đó. Stop. Dừng lại đây nha cha. Không đi xuống nữa nha cha. Đi xuống nữa là một bờ hồ thanh thang đó. Đi xuống nữa là bơi dưới luôn đó. Đúng rồi, quay đầu là bờ. Này mát quá chay ơi. Hai mẹ con chơi feel luxury quá. Cô chú ai cũng đi làm hết trơn. Nhấn tanh, nhấn queo, có mình hai mẹ con chơi ở nhà chơi à. Feel so luxury đấy chơi. Thôi, đừng lại thùng rác chi. Cái này thùng rác mà lại chi đứng đây gì vậy? Hôm qua cũng lại đứng thùng rác nữa. Chơi có một cái niềm đam mê với thùng rác cô chú. Cô nó chạy kìa, cô chú cô nó chạy kìa. Đi thôi, mình đi thôi con, mình đi mình dạo mát thôi chứ mình chạy làm chi con. Đó, ra cỏ đó. Chay là hồi nào giờ chưa có được đứng trên cỏ bao giờ phải không? Để mùa hè này đi. Mùa hè này đi, cái mẹ cho con đi chân không trên cỏ ha. Để con cảm nhận được cái cỏ như thế nào không? Cái này là what is watery. Here, stand up. Để mùa hè này cái cho chay đứng lên cỏ cho các bạn chay bằng chân chay cảm nhận.
cảm nhận cỏ như thế nào, thấy không? Nhột nhột vậy đó con. Ơ trời trời, té té. Đây nè, đứng lại đây, xin cho cô chú, xin cô chú, xin cô chú chụp cho tấm hình nè. Đó. Đứng lại đây nè, rồi. Rồi xin. Xin cho cô chú chụp tấm hình, quay lại. Quay lại đây. Quay lại đây, quay lại đây, cháy cháy. Coi chừng té nghe. Hôm qua bà ngoại bà coi khúc tới khúc này cũng nó trời nó ra tới bờ hồ rồi. Đó, rồi xin cô chú chụp tấm hình đây. 1 2 3. Ấy trời trời trời. Ngồi luôn này hả? Nó sợ, nó không dám chống tay nó xuống á. Coi coi nó kìa, coi nó kìa. Ủa ồ. Cỏ đó con. Có đi con, cỏ. Trời ơi cô chú coi em ngồi vậy gần thênh thang cái màu đẹp ghê không? Đó, hồ bữa nay là tan nước rồi cô chú ơi. Ngày đó sẽ không xa. Ơ trời 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 trời. Lụm cây nó vô để quýnh chay nha. Đúng rồi, cái mùa này nè, cái mùa này dễ ngồi đây chơi, chứ mà mốt mà cái mùa mà mùa hè ngồi đây không được biết sao. Toàn là cứt của mấy con vịt, con đồ không mà dơ lắm. Mấy cái bà đó mà mùa hè mà bà lên đây thôi, bà chơi bà, cái bà làm cho một bầy một đàn luôn, từ đằng đây tới đằng kia mà bà làm hết luôn. Mệt mấy bà đó lắm. Đó, chay nghe con gì kêu đó chay. Con gì kêu đó chay. Con ngỗng kêu đó con. Con ngỗng kêu quạc quạc quạc. Con ngỗng nó kêu quạc 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 quạc. À, cô chú thấy chay vui chưa? Sao đứng lên nè, đứng lên nè, đứng. Rồi, đứng lên đi, đứng lên là phủ đích, đứng là phủ đích, phủ đích. Đúng rồi, mình mới vừa ngồi xong mình đứng lên mình phải phủ đích liền, thấy không? Sao? Ừ. Đẹp quá luôn. Ồ, wow, cái cảnh này đẹp quá luôn trời ơi. Quá xá luôn rồi. Ê ê, stop. Oops. You okay? Good. Dân chơi Michigan đang đi dạo phố của chú ơi. Ừ. Đó, dân chơi Michigan đó. Cô chú thấy đi cái tướng là biết dân chơi chi nữa. Ồ, đứng cái cây chụp tấm hình. Ồ, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Giờ số 2 lên, giờ số 2 lên. Cháy cháy cháy, giờ số 2 vậy nè. Giờ số 2 lên. Ê, stop. Ừ. Ngáo quá. Stop. Lên bờ. Đây mẹ lấy cái cây cho, cây đây nè. Đó, cái cây đó cầm đây. Đó, cầm đây, quấn ra. Vũ đi. Trời ơi, không có một ai ở nhà ở chơi, có mình mẹ với con. Oops. You okay, chị đi. Good job. Trời, hồi nãy giờ Ngọc ra đây ngồi, Ngọc chạy với nó mà Ngọc cũng đổ mồ hôi luôn. À, cái bàn này đã được đem ra. Cái bàn này đem ra có nghĩa là gì? Có nghĩa là mùa hè đang tới đó chị. Con muốn lên không? Rồi để mẹ dựng cái máy xuống rồi mẹ cho con lên nha. À, mùa hè cái mình đem đồ ăn ra đây mình ăn. Đúng không? Đó, cô chú chụp cho chay tấm hình này, cô chú làm cái quay cái góc nào cho cô chú chụp tấm hình đẹp ta. Đó. Đó, cái mấy cái đó là mấy cái xe của anh chị để mùa hè anh chị chạy đó con.
Rồi đi, nãy giờ đủ chưa? Thôi giờ đi vô nha. Đi, giờ đi về nè. Rồi đi về đi, ngày mai mẹ cho đi chơi tiếp. Đi chơi thì vậy được rồi. Chơi 10 phút vậy là được rồi. Trời ơi, kêu nó về cái nó ngồi ở nhà người ta luôn. Nãy ngồi với nó ướt đầu rối rồi, gối rồi kìa, thấy chưa? Hey, no, 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 no. Here, come here. Come here, here. Let's go. Bước xuống. Đi. Cô chú ơi, chơi chơi đủ rồi, bây giờ chơi vô nhà. Ánh nắng chói chang ngồi lại nắng cái ấm nè. Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần. Đó, cô chú ơi, chơi vô nhà rồi. Khò đi, khò đi. Nó có nằm xuống là nó tự động khò, cô chú. Có gì không? Rồi, ra ngoài đó, ra ngoài đất rồi. Thôi cô chú ơi, video clip chơi cũng xin kết thúc tại đây nha cô chú. Xin cảm ơn cô chú đã xem cái video clip của em hôm nay. Cũng như thường lệ cô chú ơi, cô chú làm ơn bấm nút like. Nút like là nút này nè cô chú. Đó, nút like. Để cho video clip chay mau nhận được nút bạc nha cô chú nha. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Ở đó, bây giờ chay sẽ lái siêu xe và đi đây. Bye bye cô chú. Hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai.